Những cuộc tình đặc biệt của Hà Hồ, hai người giữ quan hệ tốt đẹp, đăng ký kết hôn với Kim Lý. Hà Hồ đã trải qua nhiều mối tình sóng gió trước khi có hạnh phúc viên mãn như hiện tại. Có ba người được nữ hoàng giải trí công khai mối quan hệ. Nhạc sĩ Đức Chí, cộng sự thân thiết sau tan vỡ. Sự nghiệp âm nhạc của Hồ Ngọc Hà đã có thay đổi lớn kể từ khi gặp gỡ nhạc sĩ Đức Chí. Cả hai hợp nhau cả trong suy nghĩ và âm nhạc, sự phối hợp này khiến Hà Hồ có những thành công nhất định trong nghề. Dù vậy, sau 3 năm gắn bó, cặp đôi gây tiếc nuối khi xác nhận đường ai nấy đi. Tuy nhiên, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tốt đẹp, thoải mái kết hợp trong những dự án âm nhạc. Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2021, Hà Hồ nhắc đến Đức Chí, anh Chí là người luôn đứng sau hỗ trợ Hà. Nếu không có được sự nâng đỡ, dìu dắt và âm nhạc của nhạc sĩ Đức Chí thì sẽ không có ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Về phần mình, nhạc sĩ Đức Chí cũng chia sẻ về tình cũ, sẽ không có một nhà sản xuất âm nhạc nào có thể làm việc với một người không có khả năng mà trở thành ngôi sao được. Đó là sự cộng hưởng chứ không phải từ một phía nào cả. Cường Đô La giữ quan hệ tốt đẹp hậu chia tay. Thông tin Hà Hồ và Cường Đô La hẹn hò xuất hiện vào năm 2009, hầu hết bạn bè của cả hai đều biết đến mối quan hệ này. Thế nhưng, mẹ Cường Đô La lại không ủng hộ con trai đến với Hà Hồ. Mặc sự phản đối từ gia đình, Hà Hồ và Cường Đô La công khai hẹn hò trước công chúng. Sau đó, cả hai chào đón nhóc tì đầu lòng là bé Su Bèo ra đời vào năm 2010. Trong thời gian này, nữ hoàng giải trí trở nên kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian cho con. Hà Hồ ít đăng ảnh để bảo vệ sự riêng tư cho con trai. Đến năm 2015, Hà Hồ và Cường Đô La chia tay, tuy nhiên vẫn giữ liên lạc để cùng nhau chăm sóc con. Sau khi tan vỡ, Hà Hồ, Cường Đô La cư xử văn minh và cũng thoải mái xuất hiện trong những dịp đặc biệt của con trai nhỏ. Khi Hà Hồ mang song thai, Cường Đô La gây chú ý khi gọi điện nhắn nhủ, chúc mừng mẹ Hà, mang thai đôi mới chịu nha. Trong cuộc gọi đó, Cường Đô La cũng trêu con trai năm nay, Su Bèo có đến 3 người em. Thích quá rồi khiến Hà Hồ phải bật cười. Hà Hồ được Kim Lý cầu hôn, đã đăng ký kết hôn. Kim Lý chính là bến đỗ hạnh phúc của Hà Hồ sau bao trắc trở suốt nhiều năm qua. Hà Hồ và Kim Lý công khai hẹn hò vào cuối năm 2017. Thời gian đầu cặp đôi vướng thị phi, tranh cãi, nhưng tình yêu chân thành đã khiến người hâm mộ quay xe thay đổi thái độ. Hà Hồ và Kim Lý chào đón hai bé Lisa và Leon chào đời vào tháng 11 năm 2020. Ít ngày sau khi sinh con, Hà Hồ nhận lời cầu hôn của Kim Lý tại bệnh viện. Kim Lý nói, chúng ta đã bên nhau 3 năm, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mình đã vượt qua tất cả và phát triển tình cảm ngày càng bền chặt. Giờ đây chúng ta đã xây dựng một tổ ấm của riêng mình. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em. Em và anh, Leon, Lisa và Harry, Su Bèo sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Anh hứa sẽ luôn ở bên em dù khó khăn hay hạnh phúc. Anh sẽ trở thành một người cha tốt để cùng em nuôi dạy các con. Làm vợ anh nhé, em yêu. Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng chính thức từ đầu năm 2020 nhưng không chia sẻ rầm rộ. Hà Hồ có mối quan hệ thân thiết với gia đình Kim Lý, cô vừa cho Su Bèo và hai nhóc tì sang Thụy Điển để thăm ông bà. Trong chương trình Lớp Sóng mới đây, Hà Hồ khẳng định tính cách và quan điểm tình yêu đã thay đổi hoàn toàn từ khi Kim Lý xuất hiện. Ngày xưa kiêu ngạo, bất cần bao nhiêu thì giờ lại dịu dàng và trân trọng hạnh phúc bấy nhiêu. Trong khi những người tình khác không thể chấp nhận tính cách khó đoán của Hà Hồ thì Kim Lý ngược lại. Hà Hồ nói trước hàng nghìn khán giả, Kim Lý thì khác. Những lần gây gổ, tôi bảo anh đi đi, anh vẫn ở đó, chờ cơn giận của tôi đi qua. Anh thường gọi tôi là The Drama Queen vì cách tôi hay phức tạp hóa mọi chuyện. Anh giúp tôi nhận ra, khi yêu hãy nuốt đi những hờn giận, đừng thách đố, làm khó nhau. Nhờ đó, tôi biết trân trọng tình yêu hơn.